Bài 2, một tấm vải dài 20 mét thì ta dùng một cái đoạn. Để các bạn hình dung nha các bạn. 20 mét. Người thứ nhất mua 1/2. Mua 1/2 chính là mua nửa đó các bạn. Mua nửa nó. Đây. Người thứ nhất. Người một. Mua một nửa nó. Đây một nửa nè. Vậy một nửa là gì? Chính là 20 chia 2. Hay các bạn có thể nói là 20 nhân 1/2. Được chưa? Rồi, vậy ta tính giải. Đó là số mét vải người thứ nhất mua là, ta sẽ lấy 1/2 nhân cho 20 hoặc 20 nhân 1/2 hoặc 20 chia 2 cũng được. Thì phân số nhân với số tự nhiên, ta lấy tử nhân với số tự nhiên đó, 1 nhân 2 ra 20, sau đó chia 2 ra 10 mét. Vậy người thứ nhất 10 mét. Vậy còn lại bao nhiêu ạ? Còn lại khúc này là bao nhiêu ạ? Làm phép, phép trừ số mét vải còn lại sau khi người thứ nhất mua là ta lấy 20 trừ cái số mét người thứ nhất mua ra 10 mét. Rồi, người thứ hai mua 50% số mét còn lại thì ta lấy số mét còn lại này nhân cho 50% số mét vải người thứ hai mua là, ta lấy 50% nhân cho 10 hoặc 10 nhân cho 50%. Thì các bạn phải nhớ 50% này chính nhân cho 10 thì bằng 50% này chính là 50/100 rồi nhân cho 10. Rút. Vậy là 5 nhân 1 là 5, chia 1 nữa là 5 mét. Vậy đáp số